Thưa quý vị, đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày qua ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chưa có dấu hiệu cải thiện. Và ngày hôm nay hàng loạt điểm đo cho thấy kết quả ngưỡng xấu và rất xấu. Cá biệt một số điểm lên ngưỡng nguy hại tức nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận ô nhiễm kéo dài nhiều ngày qua ở thủ đô khi tất cả các điểm đo đều nhuộm đỏ và tím, tương ứng với mức ô nhiễm xấu và rất xấu. Ô nhiễm không khí dự báo sẽ còn kéo dài cho đến khi một đợt gió mùa đông bắc mới tràn xuống nước ta. Trong những ngày ô nhiễm như thế này, để hạn chế tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe, người dân nên hạn chế ra đường. Nếu có việc ra ngoài cần đeo khẩu trang chống bụi mịn PM2.5. Hạn chế các hoạt động ngoài trời như tập thể dục buổi sáng, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Theo một nghiên cứu quốc tế, ô nhiễm không khí là nguyên nhân có liên quan đến khoảng 50.000 ca tử vong mỗi năm ở tại Việt Nam.